À Cương Ken, cho xin cái thông tin cái vụ tối nay giải của Bóc có đánh không đấy Cường ơi? Taric này. À, rồi ok cực kê này, đã hiểu, cảm ơn. Nhận một kinh nghiệm mỗi khi đổi lại trong cửa hàng. Dài, cùi bấm mẹ. Tiêu dùng thông minh, cái này hợp cho cái bọn nào ta? Trái tim học giả. Không, học giả nó là bộ phụ, nó không phải là bộ chính bạn ơi. Đồ ở đây cóc mo cũng đẹp. Bắt đầu tôi nhớ mặt tướng rồi đấy. À ha. Đồ này đánh Echo có được không nhỉ? Thua mình nhục. Oh shit. Chủ động lên level 5 giữ chuỗi mà không được. Phiêu ra
fake. Mẹ vừa mới vào game gặp hai con hình nhân thế mạng này. Nản vãi trường. Tối có like GTA bạn ơi, có like nhá. Yên tâm. Janna sớm thế nhở. Bỏ pháp sư rồi. By your command. Find me a path. Úi giời, vừa bán pháp sư thì ra hai con vách liền. Chớ trêu nhỉ. Ngon. Chắc là nốt game này tôi đi ăn cơm một chút. Xong rồi có gì tối anh em mình tầm 9-10 giờ anh em vào GTA nhá. Ăn cơm xong thì tôi cũng sẽ cố gắng on sớm thôi. Nhưng mà anh em mình đánh cờ cho nó vui. Hôm nay ngày đầu tiên ra cờ nên tôi muốn test nhiều một chút. Sau đó mình vào GTA sau. Linh thú của bạn di chuyển nhanh hơn và hồi 2 máu mỗi khi vòng đấu mới. Nhận một ấn học giả.
ấn nên phải late game, mình sợ mình không dùng được cái ấn này. Lấy này cho nó thêm tanh, nó sẽ thích hợp khi mà mình đánh mấy con khổng lồ. Ván này tôi sẽ đánh ba thần tượng, tôi sẽ lấy con Galio nữa để cho nó copy thêm hai con, tức là có hai con Galio trên bàn cờ. Tận cùng của nó nhé, có biết là gì không, là ngày dài cứ trôi. Cái một nó giúp mình giữ máu rất là ok. Vừa khít lỗ đít luôn này. Mẹ làm quá. Ba thuật sư. Thằng này đang vật lý mà mình lấy ba thuật sư thì nó cũng hơi kiểu buồn cười ấy. Lấy cái điểm này khác gì là gần như là ở mid game là bạn được thêm một con cờ nữa thì còn gì nữa. Level 6 mà có 7 cờ, hai con tanh ngon quá. Ôi ôi Zyra ơi. Ôi ôi Zyra ơi. Đam vật lý, đam phép. Mẹ đúng là Zyra của Mạnh An chơi phế chó. Búp máu. Con Zyra nó làm cái gì thế nhở? Cảm quá. Cái gì đây? Ây da. Đây rồi. Thank you.
Aduh. Hai round nữa áp cấp. Sau đó thì bắt thêm Seraphine cùng với Galio. Một Colossus nhưng mà có ba thần tượng. Fiora sẽ chém đến nóc. Mà đồ Fiora này không đẹp. Không mắc binh. Ít chí mạng quá. Tôi muốn lắp luôn để tôi giữ chuỗi thôi đấy. Chưa phải là một món đồ nó hợp lý với Fiora ở meta này. Nhưng mà hút máu cũng đã chứ ha. Ơi diệt khổng lồ kìa. Bây giờ phải có kiếm mát xa. Đánh với con Vex là phải có kiếm mát xa. Không có kiếm mát xa là không nói chuyện rồi. Vàng ngày dài cứ trôi. Kiếm ác xà ở đâu ra? Ở đâu ra thì ai mà biết. Nói thế chứ không kiếm được thì thôi. Biết làm thế nào à. Tôi có GTA anh Tài ơi. Tôi có. Lỗi tiếng rồi. Ui Zinix. Sắp đi connect rồi. Tình hình này sắp đi connect rồi. Mẹ cái bán cờ đang thì hay. Nhận một ấn thách đấu. Thách đấu là mình phải đánh Fiora cho đến hết game luôn à? Mà ván này mình không bị đánh Fiora, mình đã đánh Jin X. Nó cắn mình tí chết thì chết mẹ luôn.
sát nhân chuẩn. Có đam phép, đam vật lý, nhiều đam vật lý. Này thì bỏ Ori ra. Đây rồi. Cái gì cơ? Gangplank. Như nào? Ơi, thua mẹ luôn. Ba thạch đủ. Đây rồi. Đây rồi. Bắn nó hút máu đây. Fucking awesome. Đây, Galio đây rồi. Lên mèo 2 luôn à? Được. Từ từ, tôi còn con Galio nữa, tôi sẽ bỏ con này đi. Tôi sẽ bỏ con cơm mưu và bỏ con quần què, con Yone này đi. Thôi, mất rồi. Ôi, không cần, nhầm. Bánh chanh luôn. Má gì Nick 2 nó bắn cho bánh chanh luôn. Sướng thế chứ lị. Rồi, yên tâm đi. Con Leona chắc cũng không giữ lại được.
Nói chung là phải vứt thôi. Bởi vì tôi đang cần con Galio. Don't worry, I am... Galio 2 này. Con tank chính của tôi sẽ là con Galio này. Như nào đái bắt đầu chúng mày luôn. Đúng, đây là đội hình bảo kê xạ thủ. CC có, mọi thứ có. Ui cha, ba cái đồ này mà vứt cho Galio thì nó dã vào đầu bọn kia thì ngu mẹ nó người luôn. Bây giờ cái điều quan trọng của mình là phải đi cắt lốc. Này, thằng này có lốc này, rất nguy hiểm này. Càng đấy, sát thủ à? Sát thủ với chúng tôi à? Sát thủ, chúng mày định làm gì như thế nào, phải nói. Thằng này lên được 9 rồi, mình không lên được 9 rồi. Con Galio 2 là quan trọng hơn con Yumi 2. Anh em từ từ để cho tôi tính ít nước cờ này với. Anh em đừng có giục tôi, đừng có hối hả. Thằng này xoay sang đam phép rồi. Thì mình mới xoay sang đam phép. Kìa, đừng chết. Như thế nào? Bây giờ như nào? Dằm bà còn dĩn thì không nói chuyện. Ở cái tân vừa rồi tôi gặp người hay gặp bóng nhỉ các bạn ơi? Tôi gặp bóng hay gặp người của thằng này ấy nhở? Gặp người thì bây giờ cái gặp bóng thằng sát thủ là đúng rồi. Tân sau gặp thằng sát thủ tiếp nếu như nó còn sống. Chuẩn rồi. Quẻ heo chịu được con gì nick bắn này. Chết.
chọn. Rally to me. The best defense. Chết con mẹ tôi rồi. Quá, gì định bay sau. Bắn đi em. Bắn nào, bắn nào. Bắn đi, bắn đi. Mẹ nhiều CC quá. Nhiều CC quá. Thua. Chà, chà 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 chà, tôi đã quăng nhiều kháng phép như vậy rồi mà không thở được. Nó nhiều CC hơn tôi, bộ của nó nhiều CC hơn tôi.